Mua không? Mua đã, nhưng mà anh phải tăng lương cho em cơ, em mới mua được. Lương của mày chỉ cần 2 năm mà mua được cái gì đâu. Ui dồi ôi. Xin chào anh em đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khúc. Đây là chiếc Roger Ali và thực sự thì mình rất là bất ngờ với những cái trải nghiệm của nó mang lại. Điều này lại càng đặc biệt hơn khi mà biết rằng đây là sản phẩm gaming console đầu tiên của LG. Vậy mà hãng lại có thể mang đến được những cái trải nghiệm là khác biệt đến như vậy. Và để cho video trực quan hơn thì mình sẽ gọi anh em Thinh View đến trải nghiệm cùng cho nó vui nhá. Uầy, nhẹ phết nhở. Cái phần cầm nắm tay của nó cũng khá là chắc chắn đấy. Máy nhỏ gọn như này mà chơi được God of War này thì nó hơi bị nông, chưa được gọi là công thái học như là Steam Deck. Nhỏ gọn phết nhở. Ôi dồi ôi, được đấy. Được đấy, được đấy. Cái này được cái tiện là kiểu bây giờ mình thỡ phải bật cái pet lên ấy. Nhưng mà sau này em thấy nó cứ đều đều. Mình thấy rằng là LG hoàn thiện mọi thứ rất là chỉn chu. Thế là xốp à? Như xốp sao ấy, bẻ thử thì biết. Xốp là nhựa. Xốp, xốp. Xốp mà. Nó giấy bìa xốp xốp ấy. Ơ, à, thật. Giấy, giấy à? Giấy bìa cứng ấy. Hai bên tay cũng là dạng nguyên khối liền với máy nên là em cũng sẽ không phải lo đến cái việc rằng nó sẽ bị lỏng lẻo như kiểu là Nintendo Switch. Nhưng mà cái phần nhô giả hai tay nó lại hơi ít, cầm cảm giác là nó hơi bè bè chứ nó không kiểu đầm như là Steam Deck hay là tay cầm của Xbox được. Xung quanh hai núm stick lại còn có đèn LED RGB, đúng kiểu là mấy ông game làm sản phẩm. Còn các nút bấm của nó rất là nhạy, các nút đầm và layout này không có gì lạ nữa rồi. Và nếu như mà anh em đang sử dụng tay cầm của Xbox thì anh em có thể là dễ dàng làm quen được luôn. Ở phía sau sẽ có thêm hai nút trigger, anh em có thể là gán thêm một số những chức năng tùy thích vào cũng được. Cái này tùy theo cái game mà anh em đang chơi và anh em có muốn gán hay là không nhá. Còn thực tế là mình dùng thì mình cũng chưa gán cái chức năng nào bao giờ cả. Và mình thấy rằng là bấm nó cũng rất là dễ dàng. Còn xung quanh màn hình thì có các nút điều chỉnh hiệu năng này. Ví dụ như là bấm vào đây thì anh em sẽ có thể là điều chỉnh được độ sáng này, hay là điều chỉnh được chế độ chơi game Turbo hay là Performance hay là Silent này. Đấy. Hoặc là anh em cũng có thể là bật cái chế độ tần số quét cao 120Hz hoặc là chuyển nó xuống 60Hz cho tiết kiệm pin, hoặc là show những cái con số FPS lên và cũng như nhiệt độ lên để mà anh em biết được rằng là cái hiệu năng của nó đạt được đến đâu. Còn ở bên phải nó cũng sẽ có nút để mà anh em vào nhanh phần mềm Armory Quest. Về hiệu năng thì Asus tuyên bố rằng chiếc Ali này nó sẽ cho FPS là gấp đôi so với cả Steam Deck. Hiện tại mình cũng chưa thể test cho anh em xem được bởi đây cũng mới chỉ là phiên bản sample mà thôi. Tuy nhiên thì những con số đấy là hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay của LG. Bởi bên trong chiếc Ali này nó đang trang bị con APU 4nm có tên là Z1 Extreme. Nó có kiến trúc CPU là Zen 4 mới nhất và kiến trúc đồ họa thì cũng là RDNA3 mới nhất luôn. Theo thông số thì nó sẽ lên được là 8.6 teraflops, tức là cũng chỉ kém hơn vào khoảng là 20% so với cả PS5. Ngon đấy chứ. AMD đã có rất là nhiều kinh nghiệm làm APU cho gaming console rồi. Bên trong chiếc Xbox hay là PS5 hay là Steam Deck đều đang sử dụng APU của AMD. Nên là khi mà được áp dụng những công nghệ mới nhất, kiến trúc mới nhất thì hiệu năng tăng lên cũng là một điều dễ hiểu. Bao nhiêu FPS? 60 anh ạ. Ơi, tự nhiên anh hỏi em bị y bằng thế này. Thế luôn ấy, mất tập trung luôn. Không là thật đấy, em đang thắng rồi đấy. Em bị mất bóng rồi bị anh hỏi. Mình đã từng test qua những cái số tựa game. Ví dụ ở đây mình có Mortal Kombat 11 này, God of War, Battlefield, tất cả những cái tựa game AAA hay là thậm chí những cái tựa game như là FIFA 23 dành cho những anh em nào mà ưa thích những cái tựa game console thì cái con chip Z1 Extreme này hoàn toàn có thể đáp ứng được với anh em với những cái tốc độ khung hình lên tới 60fps và mình cảm giác là khi mà chơi ở trên này thì nó rất là đã luôn. Điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất ấy, đó chỉ là độ ồn của chiếc Ali này là nó cực kỳ là yên tĩnh. Mình đã từng phàn nàn về cái độ ồn của chiếc Steam Deck. Khi mà chơi game lâu thì cái quạt gió nó kêu khá là ồn và anh em có thể nghe rõ được luôn. Còn chiếc Roger Ali này thì cho dù là anh em có để chế độ Turbo hay là chế độ Silent ấy thì nó vẫn yên tĩnh là như vậy. Còn hiệu năng thì ở đây mình đã tải rất nhiều tựa game từ FIFA, Forza Horizon. Mình để high setting, hình ảnh lên nó rất là đẹp và chơi nó rất là mượt. Hay là với ở God of War, trời, mình cũng để high setting được luôn, vẫn chơi ngon lành. Màn hình chính là thứ mà chiếc ROG Ali này nó hơn hẳn so với cả Steam Deck. Ui, mượt thế. Con này là 120Hz hả anh? Độ sắc nét cũng như chi tiết của nó rất là đẹp luôn và rất là mượt. Con này full HD hả anh? Full HD rồi. Ok phết nhở. Thực sự là kiểu bây giờ mình nhìn gần ấy, kiểu mọi thứ nó vẫn nét ấy, nó không bị rỗ ấy.
Mình chơi Steam Deck được một khoảng thời gian khá là dài rồi, nên là khi mà chuyển sang cái MRG Ali này thì mình thấy rằng là mọi thứ nó khá là quen thuộc. Quan trọng là Ali nó có màn hình tần số quét cao là 120Hz, nên là thành ra những thao tác nó đều rất là nhạy, bấm vào đâu là cảm giác các chi tiết nó nhận ngay đến đó. Và khi mà chơi game thì mình có thể là thoải mái để rất là nhiều tựa game ở Full HD, High Setting mà FPS nó vẫn rất là cao. Lúc đó thì đồ họa của game nó được đẩy lên cao thì nó mới đúng thực sự là anh em đang được trải nghiệm cái độ đẹp, độ nét của màn hình. Chứ như Steam Deck thì đa số những tựa game AAA đều phải để low setting thì các màn hình Full HD nó cũng không có nhiều giá trị lắm. Về phần mềm thì nó sử dụng hệ điều hành Windows nên là nó sẽ có mọi chức năng của một chiếc laptop. Ví dụ như mình có thể xuất ra màn hình giờ để mà chơi game vô tư, hay là kết nối bàn phím chuột Bluetooth dùng y như là một chiếc laptop luôn, cũng vô tư. Nhưng mà dùng được thì không có nghĩa rằng là anh em nên dùng, bởi vì những thao tác ở trên Windows ấy nó vẫn chưa được hỗ trợ hết. Ví dụ như mình bấm chọn thì bấm nút A này, nhưng mà khi mà vách ra thì chẳng biết bấm vào đâu cả. Về kết nối, anh em sẽ có cổng độc quyền của Asus để mà kết nối với cả eGPU, và nó cũng hỗ trợ lên đến là RTX 4090 luôn. Bên trong nó cũng sẽ có cổng C để mà anh em có thể sạc luôn, và củ sạc đi kèm nó sẽ có công suất là 65W. Và bên cạnh thì anh em sẽ có khe thẻ microSD, kiểu gì thì anh em cũng sẽ phải mua thêm thôi, bởi vì tải game PC thì dung lượng bộ nhớ phải 2TB thì tải game nó mới sướng. Tuy nhiên cái phiên bản mình đang có đây nó sẽ chỉ có dung lượng bộ nhớ là 512GB mà thôi. Và cuối cùng là jack tai nghe 3.5mm. Rồi, tóm lại thì anh em có mua không? Mua không. Thế em thấy con này thế bảo là giá có vẻ tốt ấy. Bây giờ với cả trải nghiệm em thấy kiểu vẫn là ổn từ nãy đến giờ ấy. Nhưng mà có một cái là kiểu em nghĩ là vẫn phải chờ hàng chính hãng về cái phần pin ấy. Mẹ cũng chưa biết nào. Nhưng mà nói thế thôi chứ làm gì có tiền. Mua không? Mua đấy, nhưng mà anh tăng lương cho em cơ, em ấy mua được. Lương của mày chỉ cần 2 năm mà mua được gì đâu. Ui dồi ôi. Còn anh em có mua hay là không thì hãy cùng comment ở phía bên dưới nhé. Và anh em nghĩ sao về chiếc ROG Ally này? Anh em có cần một thiết bị như vậy hay là không? Thì anh em hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của anh em về chiếc game trên console đầu tiên này của Asus phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn anh em đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.